Ngoài công dụng dưỡng ẩm nhẹ nhàng ở trên da, mình thấy rằng đây là một sản phẩm khá là vô thưởng vô phạt đến từ nhà The Ordinary. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Video ngày hôm nay mình đảm bảo sẽ là một video rất đặc biệt. Bởi vì từ trước đến nay mọi người đã bảo mình rất là nhiều lần hãy review về những sản phẩm của nhà The Ordinary đi. Thế nhưng lý do vì sao đến ngày hôm nay mình mới lên video này? Bởi vì thực sự là mình đã mua khá là nhiều sản phẩm của nhà The Ordinary từ rất là lâu rồi, cách đây khoảng tầm 3-4 tháng nha mọi người. Nhưng mà đến thời điểm hiện nay mình mới có cơ hội trải nghiệm hết tất cả những sản phẩm này. Trên tay mình hiện nay đang có 5 chai serum đến từ nhà The Ordinary. Hầu hết những sản phẩm serum đến từ nhà The Ordinary ấy đều có bao bì giống hệt nhau nha mọi người. Nếu như mọi người muốn phân biệt về những sản phẩm của nhà The Ordinary ấy, thì chỉ có cách đó chính là mọi người nhìn lên bao bì của sản phẩm và xem cái hoạt chất ở trong cái sản phẩm này là gì thì mới có thể phân biệt được nha mọi người. Và đó cũng chính là tên của sản phẩm luôn. Đầu tiên ấy thì mình sẽ review về sản phẩm The Ordinary Niacinamide 10% cộng với zinc 1%. Đây là một cái sản phẩm mà mình phải nói thật với mọi người, mình cực kỳ thích. Đây là chai thứ 3 mà mình sử dụng. Mọi người biết đó là mình có rất nhiều những loại mỹ phẩm khác nhau, từ mỹ phẩm cao cấp cho đến mỹ phẩm bình dân. Những cái loại mỹ phẩm nào ấy mà thực sự mình phải mua đi mua lại rất là nhiều lần thì chắc chắn là những cái sản phẩm đấy thực sự đặc biệt. Sản phẩm này được giới thiệu có rất nhiều những công dụng khác nhau, như là chống lão hóa này, làm sáng da này, giảm mụn, giảm viêm ở trên da, rất nhiều những công dụng. Và khi mà nghe đến những cái sản phẩm mà có nhiều công dụng trong một như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ không tin, đúng không? Nhưng mà đây là một trường hợp ngoại lệ nha mọi người. Trong cái sản phẩm này sẽ có 10% niacinamide và zinc 1% là kẽm. Niacinamide là vitamin B3, có công dụng chống lão hóa này, giảm viêm ở trên da, làm sáng da, cấp ẩm ở trên da. Và nếu như sử dụng lâu dài thì chắc chắn qua thời gian chúng ta sẽ cảm thấy cái làn da của chúng ta khỏe hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, trong sản phẩm này còn có 1% là kẽm. Kẽm thì có tác dụng đó chính là giảm viêm ở trên da, hạn chế tình trạng mụn, còn có công dụng là làm dịu da và giúp vết thương mau lành. Sản phẩm này thì có kết cấu màu trắng đục nha mọi người và hơi đặc một chút xíu. Khi mà xoa liên tục ở trên da, mọi người sẽ thấy rằng nó có tạo ra một cái lớp bọt trắng nha mọi người. Nhưng mọi người đừng quá lo lắng, cái lớp bọt đấy nó sẽ tan đi rất là nhanh và cái sản phẩm này nó thấm vào da cực kỳ tốt luôn. Khi mà mọi người xoa đều ở trên da ấy thì cái sản phẩm này nó sẽ khô đi rất là nhanh và nó tạo ra một cái màng ở trên da. Nếu như cứ tác động xoa như thế này, chắc chắn mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó vón cục và nó giống như của nó tạo ra một cái lớp ghét ở trên da, như khi chúng ta sử dụng những cái loại tẩy tế bào chết vật lý luôn đấy mọi người. Về mùi hương ấy thì cái sản phẩm này chỉ có một cái mùi men hơi chua nhẹ thôi. Mình thấy rằng cái mùi này nó không hề làm mình bị khó chịu luôn. Đầu tiên để nói về ưu điểm nhá, đây là một cái sản phẩm có giá thành rất là rẻ luôn nha mọi người. Với dung tích là 30ml thì chỉ có giá là 185.000 thôi. Và cái sản phẩm này được rất nhiều bạn yêu thích, cho nên hãng The Ordinary ấy đã sản xuất size dung tích to hơn là 60ml thì với giá là 320.000 nha mọi người. Và gần đây chị gái của mình đang có cái tình trạng mụn ở trên da cũng khá là trầm trọng, có cả mụn ẩn và mụn bọc, thì mình cũng khuyến khích chị mình sử dụng sản phẩm này vào buổi sáng và retinol vào buổi tối. Thì mọi người biết không, chỉ sau khoảng tầm 3 tuần thì cái làn da của chị gái mình đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Và khi mà chị gái của mình đi lên công ty làm việc ấy thì ai cũng phải khen rằng là làn da của chị gái mình đợt này được cải thiện hơn rất là nhiều. Đây là một cái sản phẩm có khả năng làm giảm viêm, làm giảm mụn ở trên da cực kỳ hiệu quả. Mọi người sẽ không cần mất nhiều thời gian đối với sản phẩm này, chỉ sau khoảng tầm 3 đến 4 tuần liên tục sử dụng cái sản phẩm này, chắc chắn đối với những bạn có tình trạng mụn nhẹ ở trên da, mọi người sẽ cảm thấy cái làn da của mọi người được cải thiện hơn rất là nhiều. Nếu như các bạn đang có những vết thâm mụn mới nặn mà đóng mài sau đó bong đi để lại những vết thâm ở trên da, sử dụng cái sản phẩm này mọi người sẽ thấy những cái nốt thâm mụn ở trên da của mọi người nó giảm đi rất là nhanh chóng. Đối với riêng cá nhân mình, khi sử dụng cái sản phẩm này thì mình thấy cái sản phẩm này có khả năng kiềm dầu ở trên da nha mọi người. Và nếu như sử dụng lâu dài, đây là lọ thứ 3 rồi, thì mình thấy rằng nó cải thiện lỗ chân lông khá là tốt. Với rất nhiều ưu điểm như vậy thì cái sản phẩm này nó cũng sẽ có nhược điểm nha mọi người. Mình nghĩ rằng cái vấn đề nhức nhối nhất của sản phẩm này đó chính là nếu như tác động xoa đều như thế này, mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó sẽ có hiện tượng bị vón cục lại. Cho nên khi sử dụng cái sản phẩm này, mình nghĩ rằng mọi người nên vỗ đều ở trên da như thế này để sản phẩm thấm vào da. Sau khi sử dụng cái sản phẩm này, mọi người không nên sử dụng những cái kem chống nắng có cái kết cấu quá đặc như là cái sản phẩm kem chống nắng La Roche-Posay Anti-Shine mà mình thường sử dụng, mà mọi người nên chuyển sang sử dụng những cái kem chống nắng mà nó có kết cấu mỏng hơn. Và cái sản phẩm kem chống nắng mà mình yêu thích nhất sau khi sử dụng cái
sản phẩm Niacinamide đến từ nhà The Ordinary này, đó chính là kem chống nắng Vichy. Gần đây thì mình đang thích cái kem chống nắng này rất là nhiều, bởi vì đơn giản là khi sử dụng cái kem chống nắng này cùng với Niacinamide đến từ nhà The Ordinary này ấy, thì nó sẽ giảm thiểu được cái tình trạng vón cục ở trên da. Sau khi bôi cái sản phẩm này, bôi kem chống nắng lên, mọi người cảm thấy nó hơi vón nhẹ ở trên da thì có một cái cách cực kỳ đơn giản, đó chính là mọi người làm ẩm tay bằng nước, nhưng tuyệt đối không để cho cái tay của mọi người quá ướt, mà mọi người nên thấm qua bằng khăn giấy hoặc là khăn lau mặt gì đấy, để cho cái tay của mọi người hơi ẩm một chút xíu và mọi người sẽ miết qua những cái vùng kem chống nắng nó đang bị vón. Cứ làm cho cái da tay của chúng ta ẩm một chút và chúng ta xoa đều ở trên da thì chắc chắn là cái lớp kem chống nắng của mọi người nó sẽ giảm thiểu được tình trạng vón và nó rất là đẹp luôn. Nhược điểm tiếp theo đó chính là Niacinamide là một cái thành phần dưỡng da cực kỳ tốt, phù hợp đối với rất nhiều loại da nhưng không phải ai cũng phù hợp. Đối với nồng độ là 10%, theo quan điểm cá nhân mình ý, đối với những bạn chưa từng sử dụng những cái sản phẩm có chứa Niacinamide hoặc đơn giản là các bạn dị ứng với Niacinamide thì các bạn nên cẩn thận khi sử dụng cái sản phẩm này bằng cách đó chính là chúng ta test một cái vùng nhỏ, xoa một ít ở đây. Nếu như sau 1 đến 2 ngày khi sử dụng lên cái phần da này không thấy có hiện tượng kích ứng hay mẩn đỏ trên da thì mọi người tiếp tục sử dụng cái sản phẩm Niacinamide 10% này cho toàn mặt nha. Nhược điểm cuối cùng đó chính là về công dụng chống lão hóa của sản phẩm này. Theo như cá nhân mình thấy là nó không rõ ràng nha mọi người. Mình nghĩ rằng mọi người nên thử sử dụng cái sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm mà mình yêu thích nhất của nhà The Ordinary luôn, 9.5 chắc chắn là sẽ mua lại luôn rất nhiều lần. Tiếp theo là một cái sản phẩm mà mình nghĩ cực kỳ đáng mua của nhà The Ordinary, đó chính là một cái sản phẩm mà mình đã từng review rồi. Trong cái video mà mình nói về những sản phẩm chăm sóc da bình dân, rẻ và xịn thì có cái sản phẩm này, và đến thời điểm bây giờ cái quan điểm đấy của mình vẫn giữ nguyên, mặc dù cái sản phẩm này nó có một vài những cái nhược điểm khá là khó chịu. Nhưng đây là một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời đối với những làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng và những làn da sau khi bị dị ứng mỹ phẩm nha mọi người. Sản phẩm này có tên gọi là The Ordinary Hyaluronic Acid 2% cộng với B5. Hyaluronic Acid thì có công dụng là giữ nước ở trên da cực kỳ tốt. Bên cạnh đó kết hợp cùng với B5 là Panthenol có khả năng làm dịu da, làm giảm tình trạng kích ứng ở trên da. Thì đây là một cái sản phẩm phục hồi da cực kỳ tốt. Và mọi người đã hỏi mình rất là nhiều lần rồi, mình đã sử dụng rất nhiều những loại mỹ phẩm kém chất lượng khác nhau trong rất nhiều những video review như vậy, thì làm sao sau cái quá trình mà mình bị dị ứng những cái sản phẩm đó thì mình phục hồi da như thế nào. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong quá trình phục hồi da sau khi bị kích ứng bởi mỹ phẩm. Kết cấu của sản phẩm này thì nó ở dạng khá là đặc và nó có một cái độ dính như thế này nha mọi người có thể kéo sợi cái sản phẩm này được ra như thế này luôn. Khi xoa ở trên da thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này nó hơi đặc, nhưng thực tế là nó thấm vào da rất là tốt luôn. Và một khi đã thấm vào da rồi cũng giống như cái sản phẩm Niacinamide mà mình vừa mới review, cái sản phẩm này nó sẽ tạo ra một cái màng phủ khô ở trên da. Sản phẩm này nó bong ra dạng như kiểu là một cái lớp da thứ hai bị bong chóc nứt nẻ, mà kiểu nó bong ra như kiểu dán keo dán ở trên da luôn ấy mọi người. Nhưng mọi người lưu ý nhá, là cái bong này nó không phải là da của mình bị khô, mà là nó bong cái chất của cái sản phẩm Hyaluronic Acid 2% và B5 này luôn này. Và đây là một cái nhược điểm rất là lớn của cái sản phẩm này. Mùi hương của sản phẩm này là một cái mùi men và có cái vị hơi ngọt ngọt, và mình thấy rằng cái mùi này nó không quá khó chịu, nó không phải là mùi hương thơm. Về ưu điểm ấy thì đây là một cái sản phẩm phục hồi da rất là tốt, có giá thành cực kỳ rẻ, chỉ khoảng tầm 220.000 cho một chai serum có dung tích là 30ml như thế này. Và đối với những bạn nào đang có tình trạng da, thứ nhất là sau khi nặn mụn này, tiếp theo đó là sau khi vi kim, hoặc đơn giản là các bạn dị ứng bởi một loại mỹ phẩm nào đó, thì mình luôn luôn recommend mọi người nên thử sử dụng cái sản phẩm The Ordinary Hyaluronic Acid 2% cộng với B5. Bởi vì sản phẩm này nó làm cho cái tốc độ hồi phục da của các bạn nhanh hơn rất là nhiều. Sản phẩm này có một ưu điểm nữa, đó chính là cấp ẩm cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Có một cách để khi sử dụng cái sản phẩm này hạn chế được tối đa cái tình trạng bị vón cục ở trên da, đó chính là mọi người nên sử dụng những cái sản phẩm kem dưỡng ẩm có kết cấu lỏng hơn một chút xíu. Mình đã từng sử dụng những cái loại kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc như là Aven Sisaphat này hay là B5. Đối với sản phẩm này thì nó đều ra cái hiện tượng bị vón cục ở trên da nha mọi người. Hoặc nếu như muốn sử dụng Aven Sisaphat hoặc là cái kem dưỡng La Roche-Posay B5 ấy, thì mọi người cần phải lưu ý đó chính là khi mà xoa lên da, trong cái tình trạng da nó đang hơi ẩm ẩm một chút xíu, nó chưa khô, nó chưa tạo màng, mọi người nên apply kem dưỡng ẩm lên luôn, thì nó sẽ giảm thiểu được cái tình trạng bị vón cục ở trên da đối với giá thành cực kỳ hợp lý và với công dụng phục hồi da rất là mạnh mẽ, an toàn, lành tính, dịu nhẹ ở trên da. Thì mình sẽ chấm cho cái sản phẩm này là 8.5/10 nha mọi người. Tiếp theo là một cái sản phẩm mà gần đây mình đang khá là ưa thích nha mọi người. Mình đã sử dụng cái sản phẩm này gần hết nửa chai rồi. Đây là sản phẩm The Ordinary Lactic Acid 10% cộng với HA. Nhắc đến Lactic Acid
acid ấy, thì chắc chắn mọi người sẽ biết được rằng đây là một loại AHA có nguồn gốc từ sữa này, trái cây và các loại thực vật. Lactic acid ấy, thì có khả năng là tẩy da chết nhẹ nhàng ở trên da, kích thích sản sinh collagen và bên cạnh đó làm làn da của chúng ta căng mịn hơn, trẻ hơn và làm mờ vết thâm, làm đồng đều màu da. Và với công dụng là hỗ trợ tẩy tế bào chết hóa học ở trên da nhẹ nhàng thì sản phẩm này còn giúp giảm mụn nữa nha mọi người. Lactic acid ấy, thì có một vài đặc điểm như sau. Thứ nhất là nhẹ nhàng này, thứ hai là ít kích ứng ở trên da và thứ ba đó chính là phù hợp với da nhạy cảm. Nồng độ thích hợp để sử dụng lactic acid vào mỗi ngày đó chính là dưới 10%. Một khi đã quyết định sử dụng những cái sản phẩm có chứa lactic acid nồng độ cao thì chắc chắn là mọi người phải sử dụng kem chống nắng và phải che chắn da thật là kỹ khi mà chúng ta đi ra ngoài đường nhé. Bởi vì lactic acid ấy, nó làm cho da của các bạn mịn mượt hơn nhưng nó cũng sẽ làm cho da các bạn nhạy cảm hơn trước ánh sáng. Chất của sản phẩm này nó có một cái màu hồng nhạt cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. Và cái sản phẩm này thì nó có một cái ưu điểm vượt trội hơn so với hai sản phẩm mà mình đã từng review. Đó chính là sản phẩm này nó có kết cấu lỏng hơn và không hề gây vón cục ở trên da. Về mùi hương ấy thì mình thấy cái sản phẩm này nó có một cái mùi chua hơi nhẹ nhẹ và đây cũng không phải là một cái mùi làm mình khó chịu. Ưu điểm đầu tiên ấy đó chính là sản phẩm này có giá thành rất là rẻ, chỉ khoảng tầm 200.000 thôi và nó còn có hai cái nồng độ để mọi người có thể lựa chọn phù hợp đối với từng loại da. Nồng độ thứ nhất là 5% và nồng độ thứ hai là 10% lactic acid. Đối với những bạn nào có làn da cực kỳ nhạy cảm và bên cạnh đó các bạn chưa từng sử dụng qua acid ấy, thì các bạn nên sử dụng với nồng độ là 5% nha mọi người. Còn đối với những bạn nào đã quá quen đối với những loại acid khác nhau thì các bạn có thể sử dụng luôn cái nồng độ là 10%. Nhưng lưu ý nhé, khi mà mọi người sử dụng cái nồng độ là 10% lactic acid ấy, chắc chắn khoảng tầm từ 5 đến 10 phút đầu tiên mọi người sẽ thấy cái làn da của mọi người hơi châm chích nhẹ và đấy là một cái hiện tượng cực kỳ bình thường. Và cảm nhận của mình sau khi sử dụng hết nửa cái chai này ấy, thì mình phải nói thật với mọi người đây là một trong những cái sản phẩm của nhà The Ordinary mà mình thấy nó có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ ở trên làn da của mình. Cảm nhận rất rõ ràng đó chính là cái làn da của mình nó mịn lắm luôn mọi người ơi. Đúng kiểu làm cho cái làn da của mình nhìn trông nó căng mọng và nó trẻ hơn. Bên cạnh đó cái sản phẩm này nó cũng giúp cấp ẩm nhẹ nhàng ở trên da và có một cái ưu điểm cực kỳ lớn. Đó chính là sản phẩm này không hề gây vón cục ở trên da. Khi mà bôi lên trên da mọi người sẽ cảm giác hơi châm chích nhẹ và thấm vào da rất là nhanh. Sau khoảng tầm 10 phút cái cảm giác châm chích đấy nó sẽ hết, nhưng mà tùy nồng độ nhá. Còn đối với những bạn nào da yếu mà các bạn sử dụng nồng độ là 10% ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy cái hiện tượng châm chích đấy nó sẽ duy trì cả đêm luôn. Và có một ưu điểm cuối cùng ấy, không biết có phải là do mình ảo tưởng hay không, nhưng mình thấy cái da mặt của mình nó sáng lên thật mọi người ạ. Nó sáng lên rất là nhẹ nhàng nhưng mà mình cảm nhận được nha mọi người. Cái sản phẩm Niacinamide 10% cộng với zin của nhà The Ordinary này nó chỉ có tác dụng đối với thâm mụn thôi. Nhưng cái sản phẩm lactic acid 10% cộng với HA này ấy, khi mà mình sử dụng ở trên da khoảng tầm 3 đến 4 tuần, mình thấy rằng cả cái da mặt của mình ấy nó đồng đều màu da hơn và quan trọng nhất là mình thấy thực sự là cái da mặt của mình nó sáng lên và mình có thể nhận thấy được bằng mắt thường nha mọi người. Đối với những bạn đang có vết thương hở ở trên da ấy, thì mọi người không nên sử dụng cái sản phẩm này bởi vì nó sẽ làm cho những cái vết thương hở đấy thực sự nó rất châm chích, cái kiểu sót luôn đấy mọi người. Để chấm điểm cho cái sản phẩm này thực sự là vì mình quá là hợp, mình sẽ chấm cho cái sản phẩm này là 9.5/10 nha mọi người. Khen đến 3 sản phẩm rồi, tiếp theo là một sản phẩm mà mình sẽ chê này. Đây là cái sản phẩm The Ordinary Alpha Arbutin 2% cộng với HA. Sản phẩm này được nhấn mạnh là có công dụng làm trắng da và làm mờ những vết thâm nám ở trên da. Với cái hoạt chất chính đó chính là alpha arbutin 2%. Như mọi người đã biết ấy thì alpha arbutin có công dụng là làm trắng da, rất là dịu nhẹ, rất ít gây kích ứng ở trên da. Về chất của cái sản phẩm này ấy, thì đây là một cái chất khá là đặc luôn và khi mà xoa ở trên da sau khi cái sản phẩm này mà nó thấm vào da rồi ấy, nó sẽ để lại một cái lớp cực kỳ dính và rít ở trên da luôn nha mọi người. Về ưu điểm nhất, đầu tiên đây là một cái sản phẩm có giá thành hợp lý, chỉ với khoảng tầm 255.000 với dung tích là 30ml. Bên cạnh đó là khi sử dụng cái sản phẩm này nó không hề gây ra cái hiện tượng kích ứng gì ở trên da của mình, cực kỳ lành tính. Nhưng mà đó là hai cái ưu điểm duy nhất nha mọi người. Còn về nhược điểm ấy, đầu tiên đó chính là công dụng làm sáng da của sản phẩm này thực sự cực kỳ chậm, chứ đừng nói đến là làm trắng nha mọi người. Phải nói thật á là nếu như mọi người có sử dụng hết cả cái chai alpha arbutin 2% và HA này ấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy rằng cái làn da của mọi người nó không hề thay đổi nhiều luôn. Bên cạnh đó cái sản phẩm này nó có một mùi hương hơi hắc nhẹ. Khi sử dụng cái sản phẩm này ở trên da với kết cấu quá đặc ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này sau khi thấm vào da nó sẽ để lại một cái lớp dính rít
khá là khó chịu. Ngoài công dụng dưỡng ẩm nhẹ nhàng ở trên da, mình thấy rằng đây là một sản phẩm khá là vô thưởng vô phạt đến từ nhà The Ordinary. Mình sẽ chấm cho cái sản phẩm này là 3 điểm trên 10, chắc chắn sẽ không mua lại. Tiếp theo là một cái sản phẩm bán cực kỳ chạy của nhà The Ordinary, đó chính là sản phẩm Caffeine Solution 5% cộng với Easy CZ. Khác với cả 4 sản phẩm còn lại thì đây là một sản phẩm serum dành cho mắt nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng một cái sản phẩm serum dành riêng cho mắt. Sản phẩm này được nhấn mạnh với công dụng là có khả năng làm giảm thâm quầng mắt và giảm bọng mắt. Thì phải nói thật với mọi người, mình là một người không có bọng mắt, nhưng mà mình lại có cái tình trạng thâm mắt cực kỳ trầm trọng, bởi vì mình rất hay mất ngủ ấy, mà còn hay thức khuya nữa. Cứ mỗi lần thức khuya như vậy ấy, sáng ra ngủ dậy là mình thấy cái mắt của mình nó thâm đen, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, và cả ngày hôm sau cái mặt của mình nó rất là xám xịt luôn. Trong sản phẩm này được nhấn mạnh là có caffeine nồng độ cao, và bên cạnh đó có Easy CZ là một chất chiết xuất từ trà xanh. Caffeine là một chất chống oxy hóa mạnh và có khả năng chống lão hóa ở trên da, ngăn ngừa những nếp nhăn ở trên da. Tiếp theo đó, Easy CZ cũng là một chất chống oxy hóa mạnh ở trên da với rất nhiều công dụng như là làm mềm da này, kháng viêm và làm sáng mịn da. Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm này so với những cái sản phẩm còn lại đó chính là cái bao bì của sản phẩm này nó sẽ ở dạng tối màu như thế này, nó là một cái màu nâu sậm. Bởi vì Easy CZ là một chất khá là nhạy với ánh sáng, cho nên là hãng The Ordinary ấy thiết kế bao bì sản phẩm tối màu như thế này để tránh cho cái sản phẩm này nó bị oxy hóa. Kết cấu của sản phẩm này thì cũng khá là tương đồng đối với những sản phẩm của nhà The Ordinary, hơi đặc một chút xíu và có màu vàng nâu. Khi xoa ở trên da thì có một cảm giác mát và thấm vào da khá là nhanh, dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Về mùi hương ấy thì cũng giống như cái chai Alpha Arbutin, cái sản phẩm này nó có một cái mùi hắc nhẹ, nhưng mà cái mùi này thì mình cũng không cảm thấy nó quá là khó chịu. Sau hơn một tháng trải nghiệm cái sản phẩm serum mắt có chứa caffeine và Easy CZ đến từ nhà The Ordinary ấy, thì mình cảm thấy rằng cái phần nếp nhăn ở dưới mắt nó đầy hơn, kiểu dạng nó căng mọng hơn ấy, và bên cạnh đó nhìn cái mắt của mình nó tươi mới hơn, nó trẻ hơn. Mình nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm có khả năng dưỡng ẩm cực kỳ tốt cho cái phần da mắt, và bên cạnh đó cải thiện nếp nhăn cũng rất là rõ ràng. Nhưng còn về công dụng là giảm thâm mắt thì mình cảm thấy nó không hề rõ ràng. Còn về công dụng là làm giảm bọng mắt thì bởi vì là mình không có bọng mắt cho nên mình không kiểm chứng được nha mọi người. Để đánh giá tổng quan về sản phẩm này thì đây là một cái sản phẩm serum dành cho mắt và mình cảm thấy mình khá là yêu thích. Kể từ khi sử dụng cái sản phẩm này, mình thấy cái phần da mắt của mình ấy nó được cải thiện hơn rất là nhiều, nhất là cái vấn đề nếp nhăn, và đó là công dụng lớn nhất của sản phẩm này mà mình cảm thấy cực kỳ ưng ý. Để chấm điểm cho cái sản phẩm này thì mình sẽ chấm là 8 trên 10 nha mọi người. Đây cũng là một cái sản phẩm mà chắc chắn mình sẽ mua lại. Ok, vậy là mình đã review xong cả 5 sản phẩm serum đình đám bán chạy nhất đến từ nhà The Ordinary. Chắc chắn là sau video ngày hôm nay mọi người cũng đã có cái nhìn tổng quan đối với những sản phẩm này. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like, subscribe. Đừng quên nhấn một nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.